sĩ có mặt trong trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được chào đón toàn thể quý vị khán giả đã đến để thưởng thức và cùng đồng hành trên con đường âm nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được mang tên gọi Hát Như Cuộc Đời do Ban Văn Nghệ Đài Truyền Hình Việt Nam phối hợp cùng Eurowindow và Mê Linh Plaza tổ chức, cho phép chúng tôi một lần nữa nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Thưa quý vị, nghĩ tới ca sĩ Ánh Tuyết, khán giả thường nhớ tới một người Hà Nội trong tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Nhớ tới một tà áo dài thướt tha trên sân khấu, một mái tóc ngang lưng và một giọng ca cao vút. Tuy nhiên, bên cạnh chất hào sảng, chính ca của người Hà Nội, chị còn nổi tiếng với những giai điệu buồn man mát của dòng nhạc tiền chiến. Chị nói rằng, với dòng nhạc này, chị dễ dàng trải lòng mình để tâm sự cùng quý vị khán giả về những đắng cay, ngọt bùi khi chị đến với âm nhạc. Thưa quý vị, ca sĩ Ánh Tuyết có tên gọi thật là Trần Thị Tiết. Nghệ danh Ánh Tuyết được nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ đặt cho chị với ngụ ý mong muốn là tiếng hát và tài năng của chị sẽ tỏa sáng và ánh lên như màu trắng tinh khôi của tuyết. Thưa quý vị, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi mới 3 tuổi, ca sĩ Ánh Tuyết đã len lỏi học ké những giờ học nhạc của ba và ê a theo mẹ học những bài ca của Phạm Duy, Hoàng Giác. Và có lẽ rằng đến năm 8 tuổi thì cơ hội đã thực sự đến với chị khi chị được tham gia một hội thi văn nghệ ở Đà Nẵng. Và với bài hát Quê Hương của nhạc sĩ Hoàng Giác, chị đã giành được điểm cao tuyệt đối với sự thán phục của hội đồng giám khảo. Năm 1978, chị đã đầu quân vào đoàn ca mối nhạc Đà Nẵng và sau đó đã theo học hệ trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện Huế. Sau khi tốt nghiệp, chị đã công tác tại đoàn ca nhạc Hải Đăng ở Khánh Hòa. Thời gian 6 năm tại đoàn ca nhạc Khánh Hòa đã để lại cho chị rất nhiều những kỷ niệm khó quên. Đó là thời hoàng kim tưng bừng của Ánh Tuyết với những ca khúc như Hãy Đàn Lên của Từ Huy, Thương Em Chín Đợi Mười Chờ của Minh Đức. Và quý vị có thể hình dung rằng, khác với Ánh Tuyết của ngày hôm nay, ca sĩ Ánh Tuyết ngày đó không để tóc dài, không mặc áo dài như bây giờ, mà chị để tóc xù, mặc váy ngắn và nhảy rất là hăng, thậm chí có lần còn văng cả guốc ở trên sân khấu. Và thưa quý vị, nhưng dù sao thì đó cũng chính là quá khứ. Còn bây giờ ca sĩ Ánh Tuyết của chúng ta đã trở nên một tên tuổi nổi tiếng và giành được một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Tuy nhiên, chị vẫn luôn hồi tưởng về quá khứ của mình, nhớ về quê hương miền Trung yêu dấu, nhớ về những nơi chị đã từng cống hiến công sức của mình. Đó là Nha Trang, Huế tới Đà Nẵng. Và thưa quý vị, chặng đầu tiên của con đường âm nhạc hôm nay, chúng ta bằng âm nhạc sẽ cùng với chị hồi tưởng về những ngày tháng đầu tiên khi chị đặt chân trên con đường âm nhạc.